Thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 38.000 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với doanh số cho vay trên 17.000 tỷ đồng. Trên 12.000 hộ vay trả được nợ, nhiều gia đình nghèo thoát nghèo vươn lên làm giàu. Chương trình đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%. Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do đại dịch Covid-19, chương trình đã hỗ trợ tốt cho các hộ mới thoát nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương trong đại dịch. Theo quyết định số 02 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục giải ngân chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ mới thoát nghèo từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 và bỏ mốc 31 tháng 12 năm 2020 của quy định trước đó việc tiếp tục thực hiện tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo giúp giải quyết triệt để vòng luẩn quẩn nghèo vay vốn thoát nghèo trả vốn sau đó lại tái nghèo